Hello mọi người, đây hôm nay là ở kho em thì lại còn là một cây Pro 2017 mọi người nhé. Cây Pro rất là đẹp luôn mọi người này. Nói chung là cái cây này thì nó, đây em sẽ quay rất kỹ cho mọi người này. Đó, rất là từ từ, rất là kỹ mọi người nhé. Sắc 3.5 mọi người nhé, sắc tai nghe. Mặt sau của máy đây mọi người này, máy rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn mọi người nhé. Đây là hai cổng kết nối taxi mọi người này. Mặt trên của nó đây mọi người. Đó mọi người, một bộ máy là cực kỳ thích hợp cho mọi người dùng để đi làm, đi học nha mọi người nhé. Cho sinh sinh viên đi học thì cũng rất ok. Một cái mẫu máy mà cái thiết kế đến hiện tại bây giờ thì nó vẫn là giống như thế này mọi người nhé. Thiết kế đến hiện tại bây giờ là nó của MacBook thì nó vẫn là như này thôi, nó chỉ khác một chút thôi. Nhìn kỹ thì mới thấy, hoặc là những người hiểu biết thì mới nhìn mới thấy được mọi người nhé. Còn những người bình thường thì sẽ không thể biết được một cái máy MacBook đời nào đâu mọi người nhé. Đấy, màu là màu gray mọi người nhé, màu xám lông chuột mọi người nhé. Con MacBook này của em là dòng Pro bản 58, với thích hợp cho mọi người làm Photoshop, Camtasia, nói chung là chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh nhẹ nhàng mọi người nhé. Còn nếu mọi người render phim thì mọi người nên mua bản 15 inch hoặc là vẽ 3D. Còn chỉnh sửa video với lại Photoshop thì con này cho em thoải mái mọi người nhé, học tập các kiểu thì thoải mái. Pin thì rất là ok, pin là rất là khỏe luôn, phím led sáng đẹp, chưa hề máy dùng rất là ít nên là ngoại hình rồi là cấu hình của nó, ngoại hình và pin hết kiểu rất là khỏe mọi người nhé. Đó mọi người xem này, MacBook Pro 13 inch năm 2017, màn hình của con này là màn hình Retina giúp em nhé, màn Retina, bộ xử là bộ xử lý là 2.3, bộ nhớ RAM là 8GB này, đồ họa là Intel số series đây mọi người nhé. Và mọi người có thể tự check UF giúp em mọi người nhé. Máy thì là bao zin, chưa sửa chữa gì mọi người nhé. Ổ lưu trữ của con này là 256GB giúp em mọi người nhé. Đấy, ổ lưu trữ là 256GB. Tổng quan đây, pin của con này rất là ok mọi người nhé, còn hơn 4.500 nữa cơ. Chu kỳ sạc mới là 34 lần thôi mọi người nhé. Đây tình trạng sạc bình thường này, cái quan trọng nhất là cái tình trạng là sạc pin đang là bình thường, nó rất là ok đó. Một con máy mà mọi người đi mua máy cũ thì đương nhiên là cái quan trọng nhất, cái đắt tiền nhất của con máy MacBook nó vẫn là cái màn hình mọi người nhé. Có khi cái mà cái vỏ của nó móp méo, mọi người thay cái vỏ nó chả đáng bao nhiêu đâu, nó chỉ tầm 1-2 triệu, 3 triệu là căng thôi. Còn riêng cái màn hình của nó thì là như con này, giờ mọi người tay không có dưới 7 triệu đâu mọi người nhé. Bất kể ở đâu thì không có dưới 7 triệu đâu. Nên cái màn hình của nó là cái giá trị nhất. Thì đây mọi người xem này. Đó, riêng cái máy của bên em thì là như cái máy này rất là đẹp này, màn hình không hề bị chấm, bị ám ố, lưu ảnh, lưu màu gì đâu mọi người nhé. Đây là màu trắng đây này mọi người này, nhìn rất là rõ luôn. Rất là đều màu, không hề bị lưu ảnh, lưu màu gì cả. Đó, em sẽ đổi màu xanh rồi một số màu. Nói chung là một số màu mọi người nhìn nó rất là sáng, rất là đều màu. Quan trọng nó rất là đều màu, rất là đẹp. Camera thì hoàn toàn tốt mọi người nhé. Không hề có. Máy này thì là chức năng của nó thì hoàn hảo mọi người nhé, không hề có một lỗi nhỏ gì đâu mọi người nhé. Rồi mẹ vào đây để check máy thì chạy rất là mượt mọi người nhá. Mạng nó hơi kém một chút, dạo này mạng Việt Nam mình nó không hiểu sao nó cũng chậm đó mọi người ạ. Đây mà chạy rất là chậm đây mọi người nhá, nhưng máy thì rất là mượt mọi người nhá. Đó, mạng rất là kém luôn. Mọi người chờ một chút.
Nothing you tell me. Love is in the air, I'm a ticking light. I drive you crazy every night, your love is on fire. My love for you is blinding, I love you through on kisses. It's just gonna be so fucking fine. Don't wanna be like that. Trời sinh ra kiếp má hồng, người hay bên nước giữa dòng, tình đời đúng trong phần người lòng đông nước má lưng cho. Mọi người thấy một nói chung là về hiển thị và về hình ảnh âm thanh của dòng Mark thì nó rất là làm rất là tốt mọi người nhé. Đó, mọi người mà ai mà đang cần một mẫu máy MacBook để mà đi học đi làm đồ họa được, lướt web thì khỏe mượt, không hề rác nát hay giật gì đâu, thì mọi người liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em có ghi ở phần bình luận và mô tả mọi người nhé. Con MacBook 2017 này thì rất là đẹp, giá thì là em để lại là cực kỳ hợp lý cho mọi người luôn, chỉ có 10.800.000 đồng thôi mọi người nhé. Đó, chỉ có 10.800.000 đồng thôi là mọi người đã đưa một em MacBook cực kỳ đẹp, lúc mua mới của nó là ship 30 triệu cơ. Đó, giá cực kỳ đẹp cho mọi người. Thì là ai cần thì là liên hệ trực tiếp hoặc là nhắn tin qua cho em qua Zalo nhá. Em sẽ trả lời cho mọi người rất là nhanh, nhưng mọi người cứ yên tâm. Rồi em xin chào cả nhà.